的钢柜的那个。Sao yếu thế? Đâu, mình đi làm nó chậm đấy chứ yếu gì. Nước xuống tí chắc nó cũng phải cắt hơn hôm qua rồi đây đi. Sao không vác con vơm vô kia ra, xúc lật kia ra mà ủi nhỉ? Đến lúc kiểu một chút mưa xuống xong mai mai nó nắng.